Chương 1 Hội thi vẽ tranh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 5 giờ chiều, những tác phẩm đầy màu sắc trong phòng trưng bày tranh sơn dầu phản chiếu sắc trời đang dần trầm xuống ngoài cửa sổ giữa mùa hè, trời lại sắp nổi cơn giông, người đi bộ và xe cộ trên đường đều lo lắng vội và chạy về nhà. Nhưng tại hội trường tranh sơn dầu đèn vẫn sáng rực, chật kín người. Lễ trao giải đang được tổ chức, thường lên ngồi tại hàng ghế thứ hai dựa vào bên trái chỗ ngồi, tay chống cầm lười biếng, đầu ngón tay trắng nõn tinh tế gõ gõ lên gương mặt, tay kia cầm điện thoại di động, ngón cái lướt lên xem tin tức. Mau lên mau lên. Cậu chuẩn bị một chút. Sắp công bố giải đặc biệt rồi đấy. Mạnh Thanh Cúc cầm tờ giấy chứng nhận giải nhì từ trên sân khấu đi xuống, mọi người xung quanh cùng quay lại nhìn cô, thường lê nâng mí mắt liếc nhìn cô nàng, nhìn không được lại phi cười, ai một tiếng. Sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại, về chỗ ngồi, việc trước tiên Mạnh Thanh Cúc làm là chụp hình giấy chứng nhận đăng lên vòng bạn bè sau đó sửa sang lại váy rồi vé. Gọn mái tóc ra sau tai, vòng bạn bè. Nơi đăng trạng thái trên WeChat. Giống với Zalo, Facebook, lại nghe thấy Thường Lê bên cạnh đang chống cầm cười, cô nàng thấy kỳ lạ, lập tức thoái khỏi vòng bạn bè. Một tin nhắn hiện vòng tròn đỏ, ba, bên trên đệ, các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm, điềm lê lê. Hình ảnh Điềm lê lê. Mạnh thanh cúc hôm nay tướng mạo thật xuất chúng, điềm lê lê. Đôi mắt ghen tị chấp chấp. Di Mạnh thanh cúc nhìn bức ảnh thường lê đăng, đôi mắt to trợn ngược, một con chó ngao tây tạng lông đỏ đang nhe nanh gầm gừ, ngao tây tạng. Chó lông xù, to như sư tử, phía trên còn kèm theo dòng chữ. Khủng bố ma vương, gần như tuyệt chủng vì lễ trao giải hôm nay mà mạnh thanh cúc đặc biệt đi làm tóc vốn dĩ chỉ muốn tỉa một chút tóc mái, kết quả bị anh trai cắt tóc cắt thành một đầu lòa xòa, lại còn nhuộm màu đỏ chót trông như bờm sư tử, là một sinh viên nghệ thuật thì nên phóng đảng tự do một chút, tóc đỏ liền để tóc đỏ đi. Mạnh Thanh Cúc hôm qua vẫn nghĩ như vậy, kết quả hôm nay thường Lê vừa nhìn thấy cô liền cười không dừng được, cực kỳ mất mặt. Đệt! Mạnh Thanh Cúc mắng cô, nhìn xem lời của cậu nói, lại nhìn tên uy chát của chính mình đi. Cậu! xứng sao thường lê thản nhiên đáp mình xứng a cậu có chỗ nào ngọt vậy mạnh thanh cúc chất vấn ngọt tiếng hán việt là điềm tên uy chát của thường lê là điềm lê lê thường lê cười mắt hạnh công công bên trong câu bên ngoài vẫn giống một con hồ ly nhỏ mái tóc đen nháy gọn gàng vén ra sau tai để lại một lọn tóc nhỏ ở trước ngực lộ ra loại cảm giác ngoan ngoãn kỳ lạ cô nghiêng đầu chớp chớp mắt không ngọt sao mạnh thanh cúc mười phút sau lễ trao giải hội thi vẽ tranh đã tiến hành được một nửa giải đặc biệt tổng cộng có bốn người trong đó ba người đã được công bố còn lại người cuối cùng khẳng định là cậu nhất định là cậu mạnh thanh cúc nhìn qua so với thường lê còn lo lắng hơn thật ra thường lê cũng rất lo lắng hội thi vẽ tranh này có giá trị rất lớn trong lĩnh vực nghệ thuật cô đương nhiên muốn đoạt giải Người chủ trì đứng trên sân khấu cuối cùng cũng chuẩn bị xong, lúc này mới cầm micro công bố tiếp. Như vậy vị trí cuối cùng của giải đặc biệt hôm nay chính là Tuyển thủ số 32, nữ hòa sĩ trẻ 18 tuổi, Lê Hoang. Phía sau bên kia một nữ sinh đứng lên, mặc chiếc váy hoa màu sáng cổ chữ V của thương hiệu Miu Miu, tồn lên dáng người tinh xảo xinh đẹp, cái cầm nhỏ dương giống một con thiên Nga trắng quan sát chúng sinh, Lê Hoang bày ra một nụ cười khiêm tốn cúi đầu chào mọi người dưới khán đài ánh mắt như có như không quét về phía thường lê mẹ nó lê hoang còn cố ý liếc qua bên này nhìn cậu mạnh thanh cúc cau mày không phải tại sao là cô ta cậu không phải cũng dự thi sao ồ đôi lông mày thanh tú của thường lê nhíu lại vừa rồi mình nghe được thông tin từ ban tổ chức là năm nay có sắp xếp thêm một giải hạng nhất nữa mạnh thanh cúc sững sờ đây là lần đầu tiên sắp xếp một giải hạng nhất khác Lê Hoang lên sân khấu nhận giải thưởng rồi đọc lời chúc mừng, vừa xuống sân khấu, quả nhiên liền nghe người chủ trì công bố, năm nay còn sắp xếp thêm một giải thưởng hạng nhất khác nữa, chỉ có một người duy nhất, cũng chính là vị trí đứng đầu duy nhất trong cuộc thi này, thường Lê im lặng cùng chặt nắm đấm, mở to mắt, 5, 4, 3, 2, 1. Cô mặc niệm, ngay sau đó liền nghe được tên chính mình. Giải thưởng hạng nhất, Mạnh Thanh Cúc trực tiếp nhào vào lòng cô lắc đầu ngoay ngoảy, mái tóc đỏ hỗn độn dính bết vào mặt cô nàng, lúc này trông cực kỳ giống lông chó ngao Tây Tạng, thường lê bị tóc đỏ chó ngao Tây Tạng, ôm lắc lư mấy lần mới lên sân khẩu, cô gái nhỏ tướng mạo rất xinh đẹp, trông đáng yêu, ngây thơ thuần khiết, ngũ quan tinh xảo, bây giờ trong tay nắm chặt cúp, cười nhẹ nhàng nhìn qua dưới khán đài, chiếc váy ngắn ngang đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, thập phần tươi. Mát. Chợt thoáng thấy một bóng người, cô dừng ánh mắt nhìn chăm chăm đến thất thần, giây sau liền quên mình mới vừa nói đến chỗ nào dứt khoát phát biểu một câu cảm ơn mọi người rồi đi xuống khán đài cô đứng ở rìa sân khấu thẳng tắp nhìn xuống hàng ghế cuối cùng của người đàn ông kia anh ta mặc áo trắng quần đen đứng dựa vào tường đang nghe điện thoại mặt cúi xuống không biết đang nói cái gì cặp mắt đào khẽ nhếch môi mỏng cong lên dáng vẻ ngã ngớn trông giống như người xấu nhưng dáng vẻ lại nhẹ tựa mây gió thường lê vừa nhìn nhịp tim thình thịch rạo rực cô lúc ấy chắc là nhìn đến thất thần thường lê nghĩ có lẽ do có chút nhan sắc bởi vì lúc buổi trao giải vừa kết thúc mạnh thanh cúc liền trực tiếp khoác vai cô cô hỏi chuyện cậu vừa rồi nhìn em trai xinh đẹp nào vậy thường lê cười tủng tỉm chỉnh lại cô nàng là anh đẹp trai mạnh thanh cúc sững sờ sau đó liền nhìn không được tò mò trước kia đều là cô nàng này đi rải thính khắp nơi từ lúc nào lại thấy thường lê chủ động khen người ta đẹp trai rồi ai vậy ai vậy học trường nào Thường Lê ôm Cúc đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Chắc không phải học sinh, lần trước nhìn thấy hắn đeo ca rác, Mạnh Thanh Cúc giật mình trợn to mắt. Lần trước, cậu quen à? Cơn mưa vừa tan, đường vẫn còn ẩm ướt, mùi hơi đất đặc quán trong không khí, Thường Lê nhẹ nhàng chung mũi, theo đó âm thanh cũng ngàn ngẹn. Mình không biết, Thường Lê không nói chi tiết. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả